các bạn. Hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2022. Ngày hết sẽ chia sẻ tiếp theo một sách văn học rất là hay trong nhà trường. Tác phẩm Tắt Đèn, tác giả Nguyễn Tuấn Tố. Chúng ta bắt đầu đến với giọng đọc của Phương Anh nhỉ. Tắt Đèn, Ngô Tất Tố. Chương 1. Bắt đầu từ gà gáy một tiếng, trâu bò lục tục kéo thợ cày đến đoạn phía trong điếm Tuần. Mọi ngày, giờ ấy, những con vật này cũng như những người cổ cày vài bữa kia đã lần lượt đi mò ra ruộng làm việc cho chủ. Hôm nay, vì cổng làng chưa mở, chúng phải chia quãng đứng rải rác ở hai vệ đường, giống như một lũ phu cờ chờ đón những ông quan lớn. Dưới bóng tối của rặng tre tùm, tiếng trâu thở phì phì, tiếng bò đập đuôi đen đét, xen tiếng người khạc khung khắng. Cảnh tượng điếm Tuần thình lình hiện ra trong ánh lửa lập lòe của chiếc mồi rơm bị thổi. Cạnh dãy xào ráo ngả nghiêng, dựng ở sát tường, một lũ tuần phu lố nhố ngồi trên lớp chiếu quằn quèo. Có người phì phò thổi mồi, có người vê vê mồi thuốc và chia tay chờ đón điếu đóm. Có người há miệng ngáp dài, có người giang hai tay dụi mắt, cũng có người còn gối đầu trên cái hiệu sừng trâu, ngoảnh mặt vào vách mà ngáy. Cái điếu cày và cái đóm lửa bị 5-6 người truyền tay, chiếu đi chiếu lại độ vài ba vòng. Ánh lửa lại tắt, trong điếm chỉ còn tiếng nói chuyện rầm rầm. Gà gáy rục, trời sáng mờ mờ. Trâu bỏ con, đứng con nằm, thì nhau qua hai hàm răng, nhai trầu xuông và nhả ra những cục nước bọt, to bằng cái trứng. Thợ cày khắp lượt, dùng bắp cày, vai cày làm ghế ngồi, cùng nhau bàn tán bâng quơ về chuyện sư thuế. Những con trầu bẻo trễo chuệt, hót trên ngọn tre, như muốn họa hai khúc ca réo rắt mà người quê vẫn gọi khúc váy cô cởi của mấy con trào màu, vẻ tươi đẹp của cảnh trời buổi sáng. Tràng cổng vẫn đóng chặt, tuần phu lại lần lượt thổi mồi, hút thuốc lào. Ông Trương ơi, ông làm ơn mở cổng cho tôi, đánh trâu ra đồng. Mọi ngày bây giờ tôi đã cày được 3 sào ruộng rồi, hôm nay còn nhong nhóng ở đây. Phỏng, chừng từ giờ đến trưa, cày sao cho xong cái ruộng mẫu 2. Thôi, ông làm phúc, làm đức. Sau tiếng năn nỉ của anh chàng cục mịch, vai vác cày, tay cầm thừng trâu, Trương Tuần quẳng cái điếu cày xuống đất, thở nốt khói thuốc trong miệng, rồi dương đôi mắt say thuốc lờ đờ. Nay chẳng xong thì mai, ông Lý đã bảo thuế còn thiếu nhiều, không cho một con trâu bò nào ra đồng hết thảy. Thưa ông chủ tôi nóng tính lắm kia, ông ấy đã dặn buổi nay tôi phải cày cho xong ruộng ấy. Nếu không xong, đến trưa về ăn cơm, ông ấy mắng như tát nước và nói như móc cơm ra. Chớ tôi có muốn vất vả vào mình làm gì. Vả lại, ông Lý sai Tuần đóng cổng cốt để bắt trâu, bắt bò của những người thiếu thuế kia chứ. Ông chủ tôi nộp thuế đủ từ hôm qua rồi, xin ông mở cổng cho tôi. Trương Tuần nhăn mặt. Tôi không phải tộc biểu, không phải phần thu. Biết đếch đâu ông chủ anh nộp thuế rồi hay chưa nộp. Bây giờ mở cổng cho anh, chốc nữa, ông Lý, ông ấy chửi cha tôi lên, anh có nghe hộ tôi không? Anh chàng cục mịch, lùi thủi đánh trâu gồng, cày lùi xuống, để nhường khu đất trước, điếm cho người khác vác bừa và đuổi trâu lên. Người ta trâu của nhà, ông chẳng cho thì chớ, đây tôi, trâu thuê, đồng 21 buổi đáp, ông ạ, xin ông lượng tình mà ngỏ cổng cho tôi ra đồng, kẻo chưa quá mất rồi. Người ấy nói tuy thiết tha, Trương Tuần chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu. Nếu chưa quá, thì bừa luôn đến chiều, trâu thuê sợ gì? Thế được thì còn nói chuyện gì nữa? Của một đống tiền, ai để cho mình ốp nó đến chiều, chỉ đến non trưa. Ông chủ có trâu cho thuê, đã ra tận ruộng tháo vai trâu và dắt trâu về. Muốn bừa thêm một nửa đường nữa, người ta cũng không cho, ông ạ. Thôi, mùa làm ăn, ông nghĩ lại. Tôi chẳng nghĩ đi, nghĩ lại gì cả. Bố tôi sống lại, bảo tôi mở cái cổng nào bây giờ, tôi cũng xin chịu, đừng nói anh. Người ấy lại vác bừa, đưa trâu trở lại chỗ cũ với cái sắc mặt thỉu thịu. Mặt trời ngấp nghé mặt lũy, muốn nhòm vào điếm. Tuần phiên lẻ tẻ vác xào, cắt chiếu, đeo hiệu đi về. Trong điếm, chỉ còn Trương Tuần,
duỗi gối kiểu gọng bừa, ngồi trên chiếc chiếu, điểm những trò mồi, bã điếu, đốc suất mấy tên đàn em ở lại canh ngày. Xa xa nẻo trong đình, một hồi mõ cá thật dài, tiếp luôn đến trống ngũ, liên nện đủ 3 hồi 9 tiếng. Như có vẻ kinh ngạc về những thứ hiệu lệnh dữ dội, mấy con trâu bò đang nằm còng queo trên đường, đồng thời lóp ngóp đứng dậy. Mẹ cha chúng nó, hôm nay vẫn chưa đóng thuế, chúng nó định để tội để vạ cho ai? Được, cứ bướng đi, ông cứ bắt hết trâu hết bò, bán giáo. Tiếng chửi om sòm như dục, mấy chục cặp mắt ngơ ngẩn của bọn thợ cày đều phải nghiêng về phía ra về phía đình. Ông Lý nách cắp cuốn sổ, một tay cầm gậy xong, một tay xách đôi ống quần móng lợn, vừa đi ra phía điếm tuần, vừa thét mắng những người chậm thuế. Đã 5 hôm nay, nghĩa là sau khi bài bổ chính phủ đã được giao về với một chữ Y, lý trưởng Đông Xá ngày nào cũng vất vả về thuế. Đầu tiên, hắn còn cho mõ đi giao, rồi đến tộc biểu, phần thu đi hỏi. Rồi đến đầy tớ của hắn, đưa đầy tớ chánh tổng đi thúc từng người. Trong 5 ngày nay, ngày nào cũng vậy, mõ cả, chống thúc liên hồi, hiệu ốc, hiệu sừng thổi inh ỏi. Suốt từ sáng sớm cho đến tối mịt, trong làng lúc nào cũng như đám đánh cướp. Bây giờ đã gần ngày đổ thuế, công việc càng gấp. Hôm qua, hắn đã lên phủ, xin với ông phủ phái cho một người cai lệ và 2 người lính cơ về làng để trừng trị những kẻ bướng bỉnh. Nhờ cái thần thế ấy, hắn mới chửi rỡ, thét mắng khắp làng cho oai. Thợ cày và tuần phu đều biết cái hách dịch của ông Lý. Ai nấy chỉ đáp lại những câu chửi chùm, chửi lập bằng sự nín im. Trâu bò nhiều con, vẫy tai như muốn chào một người, trước việc chăm chỉ vận sự, trong khi người ấy qua trước mặt chúng. Bước lên sàn điếm, lý trưởng quăng sạch, quăng tạch cuốn sổ xuống bàn, giơ tay chỉ vào mặt mấy tên đàn em. Hiệu không thổi, để làm xỏ bố chúng mày à? Một hồi tu tu đồng thời nổi lên, hiệu sừng xen với hiệu ốc, cố theo đúng mệnh lệnh của nhất lý chi trưởng. Đập 2 bàn chân vào nhau, rũ cho sạch bụi, rồi co chân lên ngồi vào chiếu. Lý trưởng vớ luôn lấy cái điếu cày và sai tuần phu lấy đóm, thổi lửa. Mấy anh thợ cày của những điền chủ đã nộp đủ thuế, bạo dạn tiến đến trước mặt ông Lý. Thưa ông, chưa lắm rồi, xin ông cho tuần mở cổng để cho chúng tôi đi đánh trâu đi cày. Thong thả, hãy đứng đấy, cày đã nóng bằng thuế của nhà nước à. Vừa nói, lý trưởng vừa đặt mùi thuốc vào điếu, hút luôn một sạp 3 điếu. Khói thuốc theo 2 lỗ mũi tuôn ra như 2 ngà voi, lý trưởng dõng dạc. Trương Tuần, anh bảo nó mở cổng ra, nhà nào đủ thuế thì cho trâu bò ra đồng, còn nhà nào thiếu thuế thì bắt trâu bò điệu cả về đình cho tôi, để tôi liệu cho chúng nó. Sau một tiếng dạ của Trương Tuần, mấy tên đàn em loay hoay tháo nêm, rút then cổng, rồi cùng đứng choãi chân trèo, cố lấy hết sức của lực điền, họ kéo mãi mới được 2 bức cánh lim bị xịt xuống gạch vì cuối cổng đã mòn nhiều quá. Lý trưởng đứng lên, mở sổ, sướng tên những người đủ thuế cho Trương Tuần nghe. Ước chừng 10 con trâu bò được đi với bọn thợ cày cùng ra ngoài cổng, còn độ 20 con nữa đều phải vâng lệnh ông Lý, theo gót Trương Tuần và Tuần Phu lũ lượt kéo vào sân đình, chờ khi phải chịu tội thay cho chủ.